những lợi ích khi thành lập công ty chỉ khi thành lập công ty người kinh doanh mới có mã số doanh nghiệp và mã số thuế có giấy chứng nhận đăng ký thành lập có tư cách pháp nhân có nghĩa đã được nhà nước công nhận và xác định là có tồn tại có vốn có chức năng kinh doanh các ngành nghề như đã đăng ký mỗi một đối tác sẽ yên tâm hơn nhiều khi ký kết hợp đồng với một doanh nghiệp Thay vì ký kết với một cá nhân hay một tổ chức không minh bạch, một lợi ích khi thành lập công ty có thể kể đến, đó là các doanh nghiệp mới thành lập cũng phải quan tâm muôn vàng vấn đề từ các thủ tục pháp lý ban đầu đến nguồn vốn, nhân sự, cơ sở vật chất, thấu hiểu được điều đó, pháp luật đã quy định nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp mới thành lập, đặc biệt là ưu đãi về thuế. Ngoài ra, khi thành lập công ty bạn sẽ có thể dễ dàng huy động vốn vì có pháp nhân rõ ràng, minh bạch và được nhà nước bảo hộ về mặt pháp lý đảm bảo niềm tin của khách hàng tăng độ uy tín với khách hàng khách hàng sẽ yên tâm hơn khi giao dịch với doanh nghiệp và quan trọng nhất là xây dựng được thương hiệu đối với việc gắn tên thương hiệu của một công ty nó sẽ tầm ảnh hưởng hơn đối với việc gắn tên thương hiệu của một cá nhân sẽ dễ dàng quảng bá thương hiệu sẽ được phổ biến rộng rãi hơn thành lập công ty như thế nào sau khi tham khảo các lợi ích khi thành lập công ty cùng phan lo tiếp tục tìm hiểu về phương thức để có thể tiến hành thủ tục này theo quy định hiện hành của luật doanh nghiệp 2014, việc chuẩn bị hồ sơ thủ tục thành lập công ty còn dựa vào loại hình công ty mà bạn muốn bắt đầu kinh doanh. Mỗi loại hình công ty sẽ có các hồ sơ khác nhau. Về cơ bản, bạn sẽ phải chuẩn bị các giấy tờ sau: giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, danh sách thành viên, điều lệ công ty. Bản sao các giấy tờ sau đây: thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân, quyết định thành lập giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền thẻ căn cước công dân giấy chứng minh nhân dân hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của luật đầu tư để được đội ngũ luật sư của phan lo việt nam hỗ trợ bạn tốt hơn cho thủ tục này cũng như được tư vấn cụ thể hơn về các lợi ích khi thành lập công ty, bạn có thể trực tiếp dành thời gian trao đổi với chúng tôi thông qua các phương thức liên hệ dưới đây. Tôi thông qua các phương thức liên hệ dưới đây.